nạn nhân tên NVMD, sinh năm 2010, trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Hiện tại, lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình nạn nhân để giải quyết các thủ tục có liên quan khác. Truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trong đêm rồi bỏ trốn. Mới đây, sau khi gây tai nạn liên hoàn, làm nhiều người bị thương trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tài xế ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô và ba xe máy trên phố Trung Kính. Thời điểm nêu trên, ô tô nhãn hiệu Kia Sorento mang biển kiểm soát 88A41512 chưa rõ người điều khiển, di chuyển trên đường Trung Kính theo hướng từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng, lao sang chiều đường ngược lại và va chạm với ba xe máy. Vụ tai nạn đã khiến ba người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chiếc xe thứ nhất mang biển số 18K133XX do anh DTN, sinh năm 1999, trú tại Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy điều khiển. Xe thứ hai do chị BTH, sinh năm 1977, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy điều khiển. Biển số 29X113XX. Xe máy thứ ba mang biển số 29B1978XX do anh CVT, sinh năm 1992, trú tại Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm điều khiển. Sau vụ tai nạn, lái xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Theo đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến chiều ngày hôm sau, lái xe gây tai nạn vẫn chưa đến cơ quan công an để trình diện. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có ảnh và clip về vụ tai nạn nêu trên cung cấp cho cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.